Nhiều khi trong cuộc sống này chúng ta mình thành công chút mình nghĩ mình giỏi, mình nghĩ do mình nhờ mình giỏi, hoặc là giống như con cái lớn lên cứ nghĩ tại mình giỏi mà không thấy được cái công ơn của cha mẹ. Cho nên cái này để nhắc chúng ta trong cuộc sống, trước nhất chúng ta tìm hiểu những cái ý là phổ giai hồi hướng này trong cuộc sống thường nhật, tức là mình hồi hướng những sự thành công mình có được tới cho người khác với lòng biết ơn vô vàn với tất cả những người xung quanh. Ví dụ một người được làm sếp bao nhiêu người, thì nếu luôn luôn tự đắc cho rằng người mình là giỏi nhất cho nên mình mới được làm sếp, thì thưa quý vị, cái sự thành công đó nó khó lâu dài lắm. Còn nếu một người sếp đó, một người chủ đó, họ nghĩ rằng sự thành công của ta ngày hôm nay là nhờ những cái nhân viên giỏi, những nhân viên hỗ trợ mình, nhờ những người xung quanh, nhờ bạn bè, nhờ môi trường xã hội giúp mình, cho nên mình mới có thành công ngày hôm nay. Thì quý vị có một cái nhìn như vậy thì chúng ta tiếp tục cố gắng, tiếp tục vun bồi nữa thì cái sự thành công nó sẽ lâu dài. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng mình thành công là do mình thì cái điều đó chúng ta sẽ dễ dẫn đến đi đến thất bại. Cho nên cái ý mà phổ giai hồi hướng để nhắc mình một cái ý nữa là gì? Tức là khi mà chúng ta làm có phước rồi chúng ta hưởng, thì chúng ta không thể ngồi không để hưởng. Nếu hưởng không nó sẽ hết phước. Mà mình biết hồi hướng, mình nghĩ tới nhiều người nữa thì gì? Chúng ta tiếp tục làm phước nữa thì cái phước nó sẽ còn hoài. Thì cho nên khi mà chúng ta nghĩ một cái thành công gì trong cuộc đời, đặc biệt nhất giống như chúng ta thấy con cái đó lớn lên nó thành công, nó cứ nghĩ rằng tại mình giỏi mình mới được thành công mà không hề nghĩ gì khác hết. Cho nên cuộc sống này nó khi thất bại rồi lúc đó mới trở về bên cha mẹ, mới cảm thấy rằng là cái ơn cha mẹ, lúc đó mới thấy. Cho nên chúng ta học cái pháp này để chúng ta nhắc nhở mình luôn luôn những cái gì thành công trong cuộc đời thì mình luôn biết hồi hướng, hướng những cái sự thành công này với tấm lòng biết ơn nhiều người để gì? Giúp mình phá cái bản ngã. Quý vị thấy giống như có một em bé đó, cha mẹ giận la rầy, cái nó giận cha mẹ nó bỏ đi. Khi bỏ đi rồi lang thang vất vả, vất vưởng ngoài đường, ngoài ngoài xá, đói khát quá, một ngày trời đói, chiều đi ngang qua một cái chỗ bán bánh, thích thèm quá mới tới đứng đó xin. Thì cái người chủ quán họ thấy cũng tội nghiệp, họ thấy tội nghiệp rồi họ mới cho ăn. Cho ăn xong họ hỏi, rồi đứa bé nó cảm ơn, nó cảm ơn với lòng biết ơn vô vàn, nó nói rằng bà tốt quá, ông tốt quá, ông bà tốt quá giúp con, chứ có ai như cha mẹ con mà đánh la rầy con. Thì lúc đó ông bà nói nghe như vậy mới giải thích rằng hai ta giúp con có chút xíu thôi mà con đã biết mang ơn rồi, biết nghĩ ơn, thì con đâu có thấy được công lao cha mẹ đã sinh mình ra lớn lên ngày hôm nay, có được ngày hôm nay, mà tại sao con đã phủi hết vì cái ơn nhỏ này mà con lại ghi nhớ sâu, mà cái ơn lớn như cha mẹ con không nhớ. Thì vì vậy cho nên con không có cái sự ghi nhớ vậy, cho nên chỉ cần cha mẹ rầy cái là giận bỏ đi liền. Thì đứa bé nó tỉnh ngộ và nó trở về nó xin lỗi cha mẹ. Thì cho nên cái điều mà phổ giai hồi hướng để nhắc mình từng cái cá nhân, thứ nhất là chúng ta bàn về vấn đề con cái. Thì khi chúng ta lớn lên có thành công tới cỡ nào thì cũng đặc biệt nếu chúng ta biết học theo hạnh nguyện ngài Phổ Hiền là không bao giờ quên ơn cha mẹ, người đã cưu mang cho mình, người đã dưỡng nuôi mình. Cái ơn đó rất lớn nhất trong cuộc đời, dù quý vị có làm ông này bà nọ, có giỏi cỡ nào thì chúng ta không bao giờ quên được cái ơn cha mẹ. Đó là chúng ta biết biết phổ giai hồi hướng đó. Là đó là một cái ý thứ nhất. Thì trong cuộc sống này chắc chị Như Ý cũng từng gặp những cái trường hợp Dạ, rất là nhiều thưa cô. Câu chuyện cô kể là như cũng đã từng nghe như vậy rồi. Quý vị cũng khi mà cô bé đã trở về và thấy người mẹ đã không thể nào ngủ được và đứng trong đèn chờ con trở về, đó là cô mới nhào vào cô ôm mẹ để mà thấy rõ ràng đó là cái tình mà nhiều lắm. Đôi khi ngay cả đến những đứa con của mình cũng vậy, của con cũng vậy đó cô, nhiều khi la rầy nó rồi nó giận dỗi này kia nọ, rồi tự nhiên rồi đến một hôm, đến một lúc nào nó ngủ thức đêm vậy, nó chạy ra nó nói mẹ con xin lỗi, mà tại vì con giận ngay cái lúc đó quá này, rồi con không có suy nghĩ được. Nhưng mà rồi thì con mình nó cũng sẽ hiểu, thưa quý vị. thì đó, nếu chúng ta hiểu được cái ý đó thì chúng ta cũng đã làm được theo cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền là phổ giai hồi hướng đó. Tức là mình hướng những cái việc thành tựu của mình có được, những cái gì mình có được để biết ơn tất cả những người xung quanh. Từ hồi nãy chúng ta nói tới cha mẹ,
Còn về thầy tổ, về bạn bè, về những người xung quanh mình rất là nhiều. Khi quý vị thành công một cái điều gì đó, nếu chúng ta người có học Phật, biết học Phật, biết nghĩ tới, biết chiêm nghiệm lời Phật dạy, thì chúng ta luôn đừng bao giờ tự mãn với những gì mình có, mà luôn hồi hướng những cái công đức đó, những cái việc thiện, những cái việc tốt, những cái thành công, những cái gì trong cuộc đời của mình, để mà cảm ơn, biết ơn tất cả những người, ngay cả những con vật, những cái cây cỏ, hàng cây, những bóng mát, đều là những cái ơn nghĩa của mình, để mình có thể tiếp tục vun bồi nữa. Còn nếu khi chúng ta thành công, chúng ta nghĩ rằng không cần nói việc này do mình cố gắng cho nên mình đạt, tội gì mà phải đi chia sẻ cho người khác, tội gì phải là đi ghi ơn người khác, thì với cái tâm như vậy chúng ta sẽ thất bại. Thì có một cái anh này, anh nông dân này cũng rất là hay, anh làm hai cái thùng để anh gánh nước. Thì gánh nước mỗi ngày, thì một lâu ngày thì một cái thùng nó cũng bị lủng, thì ông chưa có sửa được, thì và ông mà ông vẫn còn xài, mỗi ngày đều gánh đi về như vậy. Thì lâu ngày cái thùng mà nó bị lủng á, nó quay qua nó mới nói với ông chủ á, nó nói cả nông dân tức là ông chủ đó, nó nói rằng tôi xin lỗi ông là tại vì tôi vô dụng quá, tự nhiên cái của tôi nó bị vỡ đi, cho nên mỗi ngày ông thu nhập đem nước về của tôi nó không được đầy đặn như cái thùng nguyên, tôi bị mất một nửa đi, cho nên tôi xin lỗi, tôi đã không giúp được gì cho ông. Thì lúc đó cái ông chủ này ông rất là hay, ông nói rằng một lát nữa trên đường về ngươi cứ nhìn xem bên đường bên ngươi, phía ngươi có những cái gì mới, hoặc là bên đường bên kia có những gì mới. Thì khi mà về tới nhà, nó nói rằng bên đường phía tôi toàn là hoa nở đẹp rực rỡ, còn bên kia không có. Thì ông chủ mới nói rằng thì cũng vậy, tôi biết rằng anh có bị khiếm khuyết, tức là bị lủng một cái lỗ như vậy, cho nên tôi đã rải những cái hạt hoa, những cái bông hoa, những cái hạt cho nó lên những cái giống hoa, và hàng ngày tôi đã tận dụng nó, cái nước đó nó tưới những cái hàng cây, những cái hạt đó, và cho nên tới hôm nay nó có những cái bông hoa rất là đẹp dọc đường cho mọi người ngắm, cho mọi người thưởng ngoạn. Thì cho thấy rằng cuộc đời này không ai có thể tự một mình, có những người họ khiếm khuyết một chút nhưng họ cũng có thể làm đẹp cho cuộc đời, làm tốt cho cuộc đời. Dù mình tài giỏi cỡ nào, mình thành công cỡ nào, thì chúng ta cũng phải thấy rằng là cái sự thành công của mình là nhờ góp sức rất là nhiều người, chứ không phải một mình tự được. Hoặc tại vì mình nghĩ rằng mình giỏi nhất, còn người ta bị những cái khuyết điểm gì đó, người ta không giỏi, cho nên người ta không có đóng góp gì cả. Thì vì cái tư tưởng đó cho nên là chúng ta không có chịu chan sẻ những cái thành công của mình cho người khác. Dạ. Câu chuyện rất là hay. Mình cũng nghe tới là chẳng hạn mình nói là sau lưng người đàn ông thành công thì có bóng dáng người phụ nữ đó. Đâu đó con. Thì cho nên là mình luôn luôn mình nghĩ rằng những cái gì mình có được là ơn, nhờ cái ơn của những người xung quanh rất là nhiều. Thì đó là khi quý vị nghĩ như vậy, quý vị sẽ sẵn sàng biết ơn, chứ quý vị không sanh tâm tự mãn, và mình sẽ cố gắng nữa, cố gắng làm tốt nữa, để gì? Để không có phụ công ơn những người xung quanh mình. Và những người xung quanh họ không phải là vô dụng, vô nghĩa, không phải thế giới này một mình giỏi. Dù người ta dù có tật nguyền, dù có gì, thì họ cũng có thể đóng góp được cho cuộc sống. Thì chúng ta đi sâu một chút về cái vấn đề trong cái giáo lý, tức là về cái ý nghĩa phổ gia hồi hướng. Thì thứ nhất, chúng ta có thể hướng về ba phương diện. Thứ nhất là một người khi mà họ làm một cái việc gì tốt thì họ luôn luôn thấy cái việc tốt đó của họ. Và họ muốn giữ cái nhân đó để họ hưởng cái quả về sau. Thì điều đó vẫn được quý vị, chứ không phải không được, vẫn được. Họ muốn giữ cái nhân đó họ làm để họ hưởng cái quả. Ví dụ những người họ tới họ donate, họ cúng dường, xây dựng chùa hoặc làm việc gì đó, họ nói rằng con muốn làm cái này để đời sau con được giàu sang sung sướng, để con được biết có được cuộc sống giàu sang, để có được đời sống gia đình hạnh phúc, có được cái mong ước. Thì họ gieo cái nhân này, họ muốn có cái quả, thì đương nhiên vẫn có chứ không phải không quý vị. Họ làm việc tốt vẫn có. Nhưng có những trường hợp thứ hai, tức là họ làm nhưng mà họ không nghĩ gì cả. Cái người làm, tức là họ không thấy cái, họ không chấp vào cái phước, những cái chuyện họ làm. Họ làm là làm thôi. Ví dụ nghe ở đâu đó vị nào đó nói hôm nay tôi có đóng góp làm một cái tôn tượng Quan Âm cho một cái chùa nào đó,
thì vị này nghe vậy thích quá, nó ô làm cho tôi đóng góp với, chỉ biết đóng góp thôi, chứ không cần biết là ở đâu, không cần biết bao nhiêu tiền, cũng không cần biết là phải ghi rõ ngày tháng, là hay là phải cho tôi biết ngày nào làm, khi nào có tượng, phải cho tôi biết có làm hay không, là họ không đòi hỏi gì cả. Tức là làm thôi, khi cái tâm thiện họ khởi lên, họ làm thôi, mà không mong cầu có một cái gì về họ hết. Đó là cái ý thứ hai. Còn cái ý thứ ba là một người làm nhưng mà họ không mong cầu cái phước đức về mình. Tức là gì? Chỉ mong hồi hướng công đức này về chư Phật, Bồ Tát, về mong làm sao để cho tất cả những công đức, những cái việc thiện họ làm được, để gì? Để mong những người xung quanh mình biết đến Phật Pháp, hồi hướng công đức này, hồi hướng những cái gì, những cái việc thiện này, để mong gì? Gieo một chút duyên lành này để mong những người xung quanh mình hướng về Tam Bảo, hướng về Phật Pháp tu tập để được phước. Thì chú Hiếu sẽ dẫn dụ thêm một cái chuyện này để cho quý vị thấy nó thiết thực như thế nào. Thì có hai vợ chồng đó, có một cái vị thầy đó giảng pháp rất là hay, là hầu như là cái nơi giảng là không còn chỗ ngồi nữa. Thì lúc đó là dân chúng xung quanh mới, họ mới nguyện ước làm sao mà có ai được cúng tiền hoặc là cùng đóng góp nhau để xây một cái giảng đường lớn, để gì? Để cho thầy có nơi giảng pháp, để Phật tử về được tu tập càng đông hơn nữa. Thì khi mà nghe như vậy thì một thời gian ngắn tự nhiên có hai vợ chồng đó, họ đem tới 50 lượng vàng. Họ nói rằng con muốn cúng để cho thầy xây một cái giảng đường lớn, để mở cái giảng đường thính pháp cho lớn, để được nhiều người tới nghe pháp. Thì sau khi nghe nói như vậy thì thầy vui mừng, thầy nhận xong rồi thôi, thầy không nói gì nữa, thầy nói thầy ghi nhận và thầy sẽ làm. Thì lúc đó hai vợ chồng này nó, ủa sao mình đưa tiền, số tiền lớn, số vàng lớn nhiều như vậy mà thầy không nói gì hết trơn, thầy chỉ nói ừ ghi nhận vậy thôi, thầy không có vẻ mà niềm nở săn đón hay là cái gì mà quá, không có tỏ một cái gì mà kiểu mà vui mừng quá hay sao, sao thầy dưỡng dưng quá, hay là thầy không nghe. Cái họ mới lặp lại, họ nói thầy ơi, cái này 50 lượng vàng là nghe thầy. Họ cũng nói rõ như vậy, thầy cũng nói ừ tôi biết rồi, 50 lượng, thầy cũng nói vậy thôi. Thì họ tức quá, chập hai vợ chồng đi lưu đi tới, lát quay lại nói tiếp, nói thầy 50 lượng vàng không phải số tiền nhỏ, là họ nói rõ hơn á. Chúng con cúng dường để xây dựng giảng đường 50 lượng vàng, mà tại sao thầy không có một lời cảm ơn nào hết trơn vậy? Thì nhận xong mà không có một lời cảm ơn nào hết trơn vậy? Thì khi nói như vậy thầy mới nói rằng à, cái này quý vị cúng vào là quý vị có phước, quý vị cúng cho Tam Bảo, quý vị cúng cho Phật Pháp, thì quý vị, cái người cảm ơn quý vị có Đức Phật á, quý vị tìm Đức Phật rồi Đức Phật sẽ cảm ơn quý vị. Quý vị làm này là phước cho quý vị, tôi chỉ là người giúp quý vị làm thôi, chứ tôi đâu có thể ban ơn cho quý vị được. Cho nên quý vị muốn á thì thôi, nếu quý vị muốn quá thì tôi sẽ thay Phật nói lời cảm ơn quý vị. Quý vị nhận cái lời cảm ơn này có nghĩa là thôi, đã có nghĩa là thôi trả xong rồi đó, ăn có nghĩa là quý vị cúng dường đã nhận cái sự cảm ơn coi như xong, không là coi như là không còn gì nữa, là trả cái quả rồi, trả quả thành cái lời cảm ơn rồi, thôi quý vị nhận cái đó rồi quý vị về. Thì theo quý vị, theo chị thấy cái đó là sao? Cái câu chuyện này thì thật ra là trong cái xã hội chúng ta đang sống hiện nay cũng rất là nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Chúng ta thấy cũng có những cái sự donation mà cần có cái sự trao đi trở lại đó thưa cô, thì không có gì là lạ, nhưng mà rõ ràng là ông thầy đó ông nói rất là đúng, là tại vì cái đó là mình cúng cho Tam Bảo thì cái đó là thuộc về của Tam Bảo chứ không thuộc gì riêng bất cứ một vị thầy, một vị thầy cũng có thể ban ân giáng họa cho ai được hết. Thì ra thầy cũng nói là tôi đâu có thể mà đâu, cái này quý vị làm quý vị có phước quý vị hưởng, tôi chỉ là người thay thôi, thay làm dùm cho quý vị, giúp quý vị làm dùm thôi. Thì cho nên nếu ấy, nếu cảm ơn thì tôi sẽ thay Phật cảm ơn quý vị, nhưng mà quý vị nhận cái quả là thôi. Thì cái ý người thầy để nhắc mình hướng thêm một bước cao hơn nữa. Nếu ban đầu thầy cảm ơn vẫn được, nhưng mà nhận gieo nhân thì hưởng cái quả cảm ơn, rồi được cái quả phước lành về sau, thì cái đó chỉ là một cái bước nhỏ thôi. Tức là một cái bước hướng cao hơn, tức là hồi hướng công đức này nó cao hơn. Tức là quý vị gieo cái phước, quý vị có được công đức, là hồi hướng công đức này để làm gì? Để hồi phổ gia hồi hướng này, hướng cái này để gì? Để cho quý vị được cái quả về sau, quý vị được giàu có. Thì đó được, vẫn được. Nhưng bước một cao hơn, tức là làm mà không thấy mình làm.
Tức là mình không thấy mình là người làm phước, thì cái mình đều muốn làm với một cả tấm lòng để gì, để mong có một cái giảng đường cho quý Phật tử về tu tập tốt đẹp. Và muốn bước hơn một bước cao nữa là gì? Hướng, tức là hồi hướng những cái phước lành mà ngày hôm nay quý vị cúng 50 lượng vàng đó, hồi hướng để làm gì? Mong Phật pháp được trường tồn, mong tất cả mọi người đều được hưởng chánh pháp, nghe chánh pháp, tu tập. Thì cái phước báu đó là phước báu vô thượng, phước đó rất là lớn, rất là lớn, nó vô lượng, nó không có đếm được. Tại vì quý vị không nghĩ rằng là cái này để hưởng lợi cho cá nhân mình, để mong có một chút phước duyên nào đó, mong tất cả mọi người đều được hưởng cái phước lành. Thì ba cái điều đó chúng ta thường để ý, chúng ta để ý coi là những cái gì mình làm, nếu quý vị đúng cái ý nghĩa hồi hướng công đức phổ giai hồi hướng như ngài Phổ Hiền, tức là gì, mình làm với cái tâm không có nhận, không có thấy, không có việc mình làm, thì cái đó là quý vị hẳn nhiên quý vị sẽ được hưởng cái quả, hưởng được cái gọi là cái gì, cái an lạc tự tâm hồn của mình. Khi mà quý vị thành công một việc gì đó, quý vị làm một việc thiện gì đó, quý vị không thấy, quý vị không có mong có cái quả thực tế, mà không cái quả mà có thể thấy được, mà cái quả đó nó từ một cái sự cảm nhận. Tức là khi quý vị làm được cái thành công gì đó, quý vị phổ dài hồi hướng, tức là mong làm sao tất cả mọi người cùng hưởng cái phước báo như mình này, cùng có cái hưởng cái phước báo này để được hưởng phước. Thì cái đó là ý nghĩa phổ dài hồi hướng. Nghĩa là khi mà mình tụng kinh xong, con thấy là sau một cái thời pháp hay là một thời kinh, con thấy quý thầy cũng hay hồi hướng, là cũng cái ý nghĩa là hồi hướng lại cho tất cả chúng sanh ha cô. Dạ đúng rồi. Dạ. Tức là gì? Khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, cái đó bản thân chúng ta đã đang gieo phước lành, nhưng chúng ta không thấy mình là người làm, cho nên mình thấy rằng mình mong việc công đức tụng kinh niệm Phật này, mình mong làm sao để thức tỉnh được mọi người, mong mọi người cùng hướng về bao nhiêu công đức tụng kinh ngày hôm nay, mong mọi người cùng hướng về nghe chánh pháp để cùng tu tập, để có được cái chánh pháp để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình, cho chung của mọi người, cho không riêng cá nhân. Nếu chúng ta xây dựng cái hạnh phúc bằng cái sự thành công của cá nhân mình, chỉ mình làm mình hưởng á, thì thưa quý vị, tức là quý vị còn nhìn bằng cái hình tướng thì quý vị sẽ dễ thất bại. Thì giống như có một cái anh đó, một vị đó làm phước rất là nhiều cho nên được sanh về cõi trời. Thì sau khi sanh về cõi trời rồi, vị này mới cảm nhận rằng chắc ta phải xuống nhân gian để mình làm phước, để mình cảm nhận được cái hương vị của cái hạnh phúc nó là như thế nào. Đây là cái quả trời mà đang hưởng đây, tức là cái quả nhờ cái phước đã làm được cho nên hưởng được cái quả ngày hôm nay cõi trời. Nhưng một bước cao hơn nữa, vị này thấy một cái bước cao hơn nữa là làm sao để hưởng được cái hương vị của cái sự hạnh phúc. Thì cái hương vị đó nó khác, thì anh mới xuống trần gian, vị này mới xuống trần gian để giúp. Thì thấy mà hôm đó đang đi thấy một anh nông dân đang ngồi đau khổ. Ngồi khổ thì vị trời này mới hỏi rằng: "Ủa anh đau khổ vì chuyện gì vậy?" Nói: "Tôi bị mất một con trâu. Tôi đang khổ quá, tôi đang rất khổ. Cho nên anh có thể giúp tôi được không?" Thì cái vị thiên đế, vị trời này nè mới tìm cách và giúp lại, tìm được con trâu cho vị nông dân. Lúc đó người nông dân mừng hết lớn, nói: "Cuộc đời tôi giây phút này là hạnh phúc nhất." Nhưng mà lúc đó người vua trời, vị trời đó mới giải thích rằng: "Anh đang có hạnh phúc, lúc anh đang có con trâu cũng là hạnh phúc mình đang có, nhưng mà tại anh không có thấy khi mất đi rồi." Tại vì anh dựa hạnh phúc dựa vào con trâu, cứ dựa vào con trâu cho nên không thấy hạnh phúc. Cho nên khi mất đi rồi thì mới thấy đau khổ. Và đau khổ rồi sao? Mà chúng ta, cho nên hạnh phúc chúng ta dựa theo những cái đó là chúng ta sẽ mất. Giống như cái hồi hướng, chúng ta hồi hướng cũng vậy. Hồi hướng là mong làm sao chúng ta có được cái hạnh phúc chung, hưởng được cái hương vị hạnh phúc chung, cái phước báo chung mà mình đã làm. Chứ còn nếu quý vị cứ dựa vào, ví dụ con trâu lỡ nó chết, chúng ta sẽ khổ nữa. Cho nên khi mà anh này nhận là được con trâu, anh cảm thấy rằng một cái sự vui mừng tột độ. Giống như quý vị vậy, đang có tiền nhiều khi mình chưa có thấy, nhưng mất cái đồng tiền đó, và khi nhận lại, kiếm lại được cái đồng tiền đó, quý vị cảm thấy rất là vui. Quý nghĩ rằng giây phút đó là giây phút hạnh phúc. Nhưng mà anh ấy còn hay là còn khi mà mất rồi nhận lại được còn thấy hạnh phúc. Còn có cái câu chuyện cái cô bé cổ mất một cái đồng tiền vàng thì cổ khóc, rồi cái người kế bên đi họ nói: "Trời, thấy tội nghiệp khóc quá, cứ họ cho lại một cái đồng tiền."
thì cô còn khóc dữ hơn nữa. Thì mọi người hỏi tại sao vậy, đã mất rồi cho đáng lẽ phải vui chứ tại sao lại khóc lại. Cô nói nếu không phải là em đã có 2 đồng tiền vàng rồi. Đó quý vị, là tức là cái lòng tham của con người mình không biết đủ, cho nên mình không bao giờ có cái được. Cho nên cái người mà không biết hồi hướng là vậy, do họ tham. Họ cứ nghĩ rằng là mình làm mình hưởng chứ tại sao lại đi cho người khác, hồi hướng cho người khác nữa. Không chịu hướng cho người khác. Thì cái chuyện này cũng vậy. Thì cho nên cái người nghiệp vị trời này sau đó lại tiếp tục đi nữa. Tiếp tục đi nữa. Thì khi mà đi nữa thì bắt đầu gặp một cái anh này. Gặp một người khác. Một người khác cũng đang rất đau khổ. Đang rất đau khổ. Mà anh này mà vị trời mới hỏi: "Ủa tại sao anh đau khổ vậy? Anh có tài hoa, anh là họa sĩ, anh rất nổi tiếng, anh có tài hoa, người đẹp trai, người rồi nhà giàu, giỏi giang, có tài năng. Có tài năng, giỏi giang mọi thứ. Rồi có được mọi thứ trên đời, có vợ đẹp con ngoan, một cái hạnh phúc tuyệt vời như vậy, tại sao anh không chịu? Không thấy." Anh nói rằng không biết tại sao tôi sống trong cái đầy đủ như vậy mà tôi cũng không thấy một cái sự vui sướng nào cả. Tôi cảm thấy nó không có cái gì nó thích. Thì lúc bây giờ anh này mới bực mình. Anh ấy bực mình hoài. Thì bắt đầu ông trời ông mới nói, ông vị thần trên trời mới nói rằng là tôi bây giờ tôi sẽ lấy đi tất cả. Bắt đầu ông mới lấy đi hết tài năng của vị này. Vợ con cũng đem đi luôn. Những cái gì anh này không còn gì nữa. Thì đi một thời gian, vì trời này trở lại thấy anh này tiêu tụy khổ đau. Hỏi bây giờ anh sống làm sao? Nói rằng tôi khổ quá, sống khổ từ ngày mất vợ con, mất tài năng, mất tất cả tiền của tôi, sống rất là khổ. Thì lúc đó vua trời mới nói, vị trời này mới nói rằng vậy anh có muốn có lại nó không? Cái anh này nói dạ rất muốn chứ. Khi mà mất rồi lúc đó tôi mới thấy. Thì khi có lại anh này cảm thấy rất là vui sướng, một cái cảm giác vui sướng rất là kỳ lạ. Thì lúc đó vị trời mới nói rằng lâu nay anh hưởng hạnh phúc là dựa trên hình thức thôi. Tức là gì? Dựa trên vợ con, dựa trên tài năng, dựa trên những cái tiền của. Anh không có cảm nhận được cái hương vị của hạnh phúc. Thì cho nên cái mà anh này lúc đó mới thấy được, tức là cái mà hồi hướng công đức này cũng vậy quý vị. Tức là gì? Tức là mình phải làm, mình hưởng nó bằng cái gì? Bằng cái những cái gì mình có được, bằng cái tấm lòng mình san sẻ với mọi người. Còn nếu mình chứ cuột những cái gì mình có được, mình sống với nó, một ngày nào đó quý vị sẽ chán. Thì giống như các anh nói vậy, cuột tài năng của mình tại đó, cuột vợ con của mình tại đó, một ngày nào đó tự nhiên chán. Chán, không có thấy đủ. Còn nếu mình cảm nhận trên một cái sự gì, một cái tâm rộng lượng, một cái tâm không có ích kỷ, tại vì mình ích kỷ, mình sống mình cột với cái đời sống riêng cá nhân mình thôi, với gia đình mình thôi, cho nên mình không có một cái gì nghĩ tới cái tha nhân. Cho nên cái tâm hồi hướng, phổ giai hồi hướng này là cái tâm lợi tha, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ tới nhiều người, thì quý vị sẽ hưởng được những cái phước đức rất là lớn. Tức là không có hạn lượng. Cuộc sống này chúng ta bị rất là nhiều, gặp rất là nhiều. Nhiều người nói rằng đó là tôi làm tôi hưởng, tại sao tôi phải chia sẻ, tôi phải biết ơn, tôi phải nghĩ tới người khác. Chúng ta cứ làm nhiều việc nhưng chúng ta không chịu nghĩ tới những người xung quanh. Cho nên cái tâm ích kỷ, cái tâm vì ngã, tại vì mình còn thấy mình làm, cho nên mình không có chịu. Cho nên cái hạnh mà phổ giai hồi hướng này, mình nói nó nghe nó dễ nhưng mà nhiều khi không phải ai cũng thực hiện được. Cho nên chẳng hạn chúng ta đi làm từ thiện cũng vậy. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình đi làm từ thiện, mình giúp đời giúp người là người đó phải nghĩ ơn mình. Tại sao mình phải đi hồi hướng công đức gì nữa? Họ hưởng được công đức gì không? Tức là họ phải nhận của mình. Họ nhận của mình rồi thì mình là người ban phước chứ, tại sao mình phải đi hồi hướng? Tức là cái này mình làm mình hưởng chứ. Thì theo chị như ý, cái trường hợp mình gặp cũng nhiều chứ, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái trường hợp mà thật sự ra cái đó là bình thường thôi cô. Cái đó là cái sự fair. Thí dụ như mình cho ai một cái gì đó, ít ra mình cũng phải được nhận đó là một cái sự cảm ơn, là đơn giản nhất là cái chuyện như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện mà nowadays người ta hay nói là tôi làm cho cô, tôi làm cho anh, tôi làm cho chị một cái ân huệ gì đó thì anh chị đừng cảm ơn tôi mà hãy đi làm lại cho người khác.
như vậy thì cái sự lan tỏa đó nó sẽ rộng hơn và bao trùm hơn. Thì đó là cũng là một trong những cái mình hồi hướng ra ngoài cho dạ, chúng ta. Đó là một cách hay đó quý vị. Chứ còn nhiều người chúng ta cứ cột, cứ thấy mình làm chút xíu là mình thấy mình công lao to lớn. Khi mà công lao to lớn là gì? Tại mình thấy cái ngã mình lớn quá, thấy cái việc làm mình lớn quá. Mình phải luôn luôn xem những cái việc mình làm nó không là cái gì cả. Thì cái tâm mình hạ cái ngã xuống, cái tâm mình nhỏ lại, cái tâm mình rộng lớn hơn, cái ngã mình nhỏ lại, thì quý vị sẽ cái công đức nó càng lớn. Cho nên cái hạnh mà Phổ Giai Hồi Hướng này, Ngài luôn nhắc chúng ta là luôn mình phải dẹp bỏ cái tâm vị kỷ, cái tâm nhỏ nhen. Trường hợp này, trong cuộc sống này chúng ta nhiều cái hoàn cảnh mà chúng ta nhiều khi chúng ta không để ý. Nhiều người nhiều khi chúng ta cứ nói rằng, đó như hồi nãy nói cái vị vấn đề mà từ thiện đó. Cho nên khi những người mà biết học theo hạnh này, khi mà họ đi làm từ thiện, họ thấy rằng mình, những cái hoàn cảnh, những cái người xung quanh, đó là dịp để cho mình tạo phước. Đó là cách, đó là cái nơi, là cái điều kiện, cái phương tiện để cho chúng ta tiếp tục tạo phước. Chứ không phải là người đó là người phải mang ơn mình. Quý vị với cái tâm như vậy thì chúng ta sẽ làm mà không mệt mỏi. Còn nếu chúng ta không với cái tâm như vậy, chúng ta với cái tâm là gì? Chỉ biết mình thôi, biết nghĩ tới mình thôi, thì chúng ta làm một hai lần tự nhiên chúng ta sẽ chán. Mình cảm thấy mình nói rằng mình làm ơn hoài à, mà họ không biết ơn, họ không biết nghĩ gì cả. Thì cái tâm đó là chúng ta sẽ không tiếp tục làm được. Tại vì quý vị biết là con người chúng ta phàm phu là cái tham nó còn nhiều lắm. Có một muốn hai, có hai muốn ba, có ba muốn bốn. Mà cái tâm chúng ta là người Bồ Tát, chúng ta làm với cái tâm không mong cầu, thì cái đó mới có thể gọi là một cái từ, chỉ có những bậc thánh làm được việc đó. Con cũng định nói là khó lắm luôn, không dễ làm đâu. Mình nghe cái gì cũng dễ quý vị, nó rất nghe thì rất là dễ, nhưng mà để thực hành được những cái chuyện như vậy không dễ chút nào luôn đó. Dạ, cái hạnh nguyện này nói vậy nhưng mà không phải dễ làm. Nhiều khi quý vị làm chút đồng tiền, quý vị nói trước nhất là tôi phải cho gia đình tôi hưởng trước, cho vợ, cho con, cho chồng, cho cháu, cho anh chị, cha mẹ, bạn bè, xa hơn nữa bạn bè làng xóm mình trước đã, chứ tội gì mình phải hướng khắp tất cả. Thì thật ra bản thân, ngay cả bản thân chúng Hiếu cũng vậy quý vị. Khi mà mới tu tập thì cũng cảm thấy vậy đó. Ủa tại sao việc mình làm cũng thắc mắc, tại sao những cái việc mình làm đây mình phải cầu nguyện, tội gì mình phải đi cầu nguyện cho tất cả xung quanh, những người xung quanh mà họ không có liên can gì tới mình hết. Những người trước mắt đây mình cầu chưa xong, mình lo chưa xong, tại sao mình là phải đi lo người ngoài? Thì cái đó là do cái tâm hạn hẹp của mình. Mình còn nghĩ cái tâm nhỏ. Còn nếu chúng ta luôn luôn nghĩ với cái tâm rộng lượng, luôn nghĩ tới mọi người, thì chúng ta làm bất cứ việc gì mình cũng xem mình là người nhỏ nhoi. Mình xem mình không có công lao bao nhiêu hết, chỉ mong làm sao để cho người khác để hiểu được hướng về chánh pháp tu tập. Có một cái vị thầy này rất là hay, tức là người ta chưa có biết mình phải hướng họ chứ không giận. Tức là khi mà đến đi trên đường thì gặp trời mưa quý vị, vào cái người nhà đó xin nghỉ lại, thì người ở mới đi ra, người phụ việc mới ra nói rằng chủ nhà tôi không cho phép được vào nghỉ. Thì lúc đó người thầy mới nói rằng thì bây giờ trời mưa lớn quá, nói chủ nhà có thể cho tôi ngủ ngoài mái hiên được không, nếu không vào nhà được thì có thể cho tôi ngủ mái hiên được không. Thì lúc đó cái người này vào thưa, nó để tôi phải thưa lại chủ nhà. Thì khi vào nhà, cô chủ nhà cũng nói rằng không được. Thì lúc đó thay như mình là chúng ta sẽ rất giận, chúng ta sẽ ghét, tại một cái tâm là không có thương, không có thích, hoặc là nói cô này này kia này nọ. Nhưng mà người thầy này sau khi nghe nói như vậy mới hỏi cái người đệ tớ, người ở đó, chủ nhà tên gì và xin họ tên được không, xin tên tuổi để về cầu nguyện cho thầy. Không nói là về cầu nguyện, nói muốn hỏi thăm thôi, hỏi chủ nhà này kia. Thì biết tên cô chủ nhà xong rồi đi về giữa mưa. Khi đi về một thời gian thì cô này cưới một người chồng giàu có. Thì khi giàu có hơn nữa thì tự nhiên người chồng thì lại muốn đi chùa. Thì cô này bắt đầu mới đi theo chồng thôi, tại chồng muốn đi chùa thì đi thôi, đi tới cúng. Thì ngạc nhiên vừa tới ngay chùa thấy cái
cái tên của mình để ngay cái trước cái bàn thờ Phật, cái tên của mình rất là to. Thì lúc đó cô này mới ngạc nhiên hỏi cái người người giữ chùa, chú Tiểu ở chùa, nó ủa tại sao mà cái tên tôi lại nằm ở đây. Thì chú Tiểu mới nói rằng thì nghe thầy nói là cô này chưa có biết kết duyên làm thiện phước, làm phước lành, cho nên thầy sợ tội nghiệp cho cổ, cho nên thầy mỗi ngày thầy đều hồi hướng tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng đọc tên cho cô này để cô này có kết duyên với Tam Bảo, kết duyên thiện lành với Tam Bảo, để đời sống cô này được tốt đẹp. Tại vì có cái dịp để gieo phước lành mà cô không làm, cho nên thầy mới mới thương tình, mới đem về mỗi ngày hồi hướng công đức cho cô. Những cái việc làm thầy có được thầy đều hồi hướng cho cô để cô được chuyển tâm. Thì có lẽ nhờ cô mới, lúc đó cô mới sửng sốt, cô mới nghĩ ra rằng có lẽ nhờ vậy cho nên là cô mới cái duyên nào hoặc một chút duyên nào đó cô gặp được một người chồng tốt, và cái duyên hôm nay đưa cô tới chùa. Thì tức là một người khi mà họ hồi hướng, họ cầu nguyện cho mình nhiều thì chúng ta cũng được hưởng cái phần đó. Thì cho nên nó dẫn cho cô cuối cùng, nó nhờ cái duyên đó mà dẫn cô được tới chùa. Và nhờ vậy cô mới ngộ, và cô đã khai mở được cái tâm ích kỷ của mình. Thì đó, gặp những trường hợp mà chúng sanh họ không mở lòng, họ không có rộng lượng, họ không chịu ban rãi cái tình thương của mình, ban rãi những cái phước lành hoặc làm việc lành, thì với một người biết tu tập thì chúng ta không nên chấp. Tức là chúng ta phải luôn luôn mở cái lòng mình ra để cầu nguyện cho những vị đó. Thì đó là phổ giai hồi hướng, tức là không chấp người thân người sơ, không không chấp kẻ oán người thù, kẻ ân người oán, mà tất cả đều cầu nguyện. Cô kể câu chuyện của ý cũng nhớ đến một cái tích hình như là một câu chuyện có thật thì phải, là của một cái gia đình này ở ngoài ở Trung Quốc. Trung Quốc cái cô đó là trong gia đình mà mổ giết heo đó cô. Thì cái gả vào trong gia đình đó là gia đình đó là làm nghề đầu tể giết heo. Cô này là cổ sớm biết Phật pháp từ lúc cổ với lại gia đình của cổ rồi, nhưng mà khi mà về nhà chồng thì không biết cái dung rủi sao mà lại gả vào trong gia đình mà làm là nghề đồ tể. Thì cổ phải mỗi lần mà giết heo là sáng sớm, mà khi mà cổ ngồi trong đó cổ phải là một trong những cái người mà dịnh cái chân của con heo lại cho ông chồng ông thọc huyết con heo. Và mỗi một ngày như vậy cổ ám ảnh dữ lắm, thì cứ cổ không muốn làm cũng không được, tại vì làm dâu trong gia đình thành ra cổ phải làm những cái công việc như vậy. Và mỗi một lần mỗi một ngày như vậy cổ xong là cổ đi tụng kinh của lệnh việc phước và cổ hồi hướng lại cho những cái vong linh, những cái con heo đã bị gia đình thọc huyết như vậy. Và cái câu chuyện nghĩ nhớ đến phút cuối cùng là cô này cổ biết trước cả những cái lúc cổ mất, và khi cổ mất cổ an tọa, cổ rất là thiền định, và cổ được những cái rất là nhiều những người gọi là đàn bà con nít rồi đàn ông, những là những cái vong linh mà là cái mang cái thân, mang cái đầu heo, hay là có những người thì vẫn còn cái thân hình của con heo tới chào đón cổ, và giống như là trước cái vong linh của cổ đi, và rất là mừng. Và họ cứ là thường thường mình thấy là những cái đầu tể nghĩa là thường thường là mình thấy là cái kết cục rất là bi ai, nhưng mà với cái cô này đó thì rõ ràng là cổ cái nghiệp cổ phải đi vào trong gia đình đó, nhưng mà cổ đã biết dùng cái cách của cổ của hồi hướng công đức lại cho cổ phát nguyện của hồi hướng lại cái công đức cho những cái con heo mà cổ gia đình cổ giết đó, thì cái kết cục của cổ lại rất là cũng an ổn cái lúc kết thúc của cuộc đời của cổ. Thì đây đó quý vị, đó là một cái những cái sự thật trong cuộc sống này mà nhiều khi chúng ta không thấy. Có nhiều người nhiều khi nó họ, tại vì chúng ta là một cái tâm Bồ Tát rồi, cái tâm rộng lượng, chúng ta không có chấp về những cái việc mà nhỏ, những cái việc mà không tốt. Thì nhiều đó, cái này là cũng là để một điều, như câu chuyện chị vừa kể, để nhắc một điều nhiều người thắc mắc đó. Việc mình làm, tức là nói nếu vậy là trái luật nhân quả, tức là ai làm nếu hưởng phước mình làm mình hưởng, người ta không làm tại sao người hưởng, tại sao mình phải hồi hướng cho họ. Nhưng cái này là nói về cái tâm của một vị Bồ Tát rồi. Tại vì nếu chúng sanh mê muội, chúng ta chỉ biết làm là chúng ta hưởng thôi. Rồi còn những chúng sanh mê muội họ cứ vậy là họ cứ theo cái nghiệp của họ hoài, không ai cứu giúp họ hết. Thì với một người với một tâm lượng Bồ Tát thì những cái gì chúng ta làm thiện chúng ta hồi hướng đều phổ giai. Hồi hướng tức là hồi hướng tới tất cả những người có duyên với mình hoặc không có duyên với mình, cũng mong làm sao hưởng được cái phước lành này để thức tỉnh tâm thức của họ, để hướng về tu tập, để có được cái phước báo, để họ hướng về con đường lành. Chẳng hạn như nói như trường hợp quý vị, có nhiều người cũng hỏi chúng con có tiền đi làm từ thiện, làm tốt, thì những người mà nhận cái đồng tiền đó thì họ làm sao?
họ có mang nợ không? Thì theo như chị vậy thì có mang nợ hay không? Thật ra đó cô cũng, quý vị có để ý hôm nay là lottery lên tới 900 triệu, 800 triệu chứ. Thật ra những cái người mà mình trúng cái số này là tiền của thiên hạ phải không cô? Yeah. Vậy thì mình có mang nợ hay không ta? Có thắc mắc là không biết khi mình lãnh có số tiền nó vào như vậy rồi, thì cũng như là một sự nhận tiền của người khác vào, thì cũng giống như là một cách bố thí người khác nhận tiền vào như vậy, thì không biết là cái nợ đó mình có phải gánh hay không? Yeah. Thì thưa quý vị, theo cái nhìn của chú Hiếu biết và theo cái nhìn của Phật giáo, chú Hiếu biết thôi, thì thưa quý vị là nếu họ trúng cái đó, cái số tiền lớn đó, hoặc là những người mà được nhận những cái những bố thí giúp đỡ của người khác, họ cũng có một chút duyên nào đó mới được cứu giúp. Còn yeah. nếu không, họ chết đói rồi, họ yeah. khổ rồi, họ chết rồi. Hoặc là cái người trúng đó, họ cũng đã từng có một cái duyên bố thí nào đó, cho nên yeah. hôm nay họ trúng. Nhưng mà cái đó là đồng tiền xương tủy xương máu của biết bao nhiêu người, thì đó là hưởng phước rồi. Nếu biết phổ giai hồi hướng này, yeah. tức là biết cái đây là cái phước đang có, bây giờ làm sao ban rãi cứu giúp toàn bộ mọi người, thì cái phước đó sẽ càng nhân rộng hơn nữa, thì đâu có mắc nợ đâu. Họ có phước họ mới được trúng cái đó, chứ không phải tự nhiên trúng. Tại sao mình không trúng mà người ta trúng? Yeah. Nhưng họ tiếp tục làm nữa. Như hồi nãy đầu tiên vô có chia sẻ đó, Đức Hiếu có chia sẻ đó, tức là cái cách phổ giai hồi hướng là gì, để nhắc mình có phước rồi tiếp tục làm nữa sẽ không hưởng. Tại nếu cái người đó trúng vé số đi mà chỉ hưởng cái 800 triệu đó đi, hưởng cái đó không thì đương nhiên hưởng hết, hưởng không nó sẽ hết. Yeah. Còn nếu biết ban rãi chia sẻ, giúp đỡ khổ cảnh nghèo, làm những cái việc ý nghĩa, xây trường học, xây chùa cho người ta tu, tạo những cái gì tốt đẹp cho cộng đồng xã hội, cho xã hội này, cho con người của cuộc đời này, thì thưa quý vị, cái phước đó càng nhân rộng. Cái đó là biết phổ giai hồi hướng, tức là hồi hướng những cái phước lành hôm nay họ có nè, họ có được cái số tiền lớn này, giúp toàn bộ muôn người. Yeah. Thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn nữa, chứ còn nó không có cái gì đi đến thiệt hại. Còn lúc đó nếu người đó mừng quá, cuộc đời mình tự nhiên hôm nay có một số tiền quá lớn, mình phải hưởng cái tội gì lại đi chia đổi đời. Đời mình được đổi rồi, bây giờ là thanh tâm ra này, chơi này, nhậu nhẹt nhiều này, chơi bời nhiều, ăn xài cho thoải mái, tại phước mình hưởng. Yeah. Tại họ cho rằng cái này là cái phước họ có, họ mới được lượng cái này, thì họ hưởng vẫn được thì hưởng đó, nhưng mà hưởng hết rồi sẽ gì, đọa. Nghĩ thấy trung bình đọc những cái câu chuyện, trung bình những người mà trúng số đó mà không biết làm lại, hồi hướng lại hay là cúng dường hay là cho lại đó quý vị, là thường là từ 10 đến 15 năm là họ gọi là bankruptcy, có nghĩa là không còn cái gì luôn. Đó, thì đó. Còn tệ hơn là cái lúc mà chưa trúng số nữa đó. Đó, cho nên nếu chúng ta biết học Phật Pháp, biết trong cuộc đời này, thì chúng ta khi mà có được những cái phước báo gì tới với mình, những cái quả thiện lành gì tới với mình không sanh tâm tự mãn. Như hồi nãy chia sẻ quý vị đó, không cho rằng cái sự thành công mình có được hôm nay là có của mình, mà nghĩ tới người khác, hồi hướng cái sự thành công đó, hồi hướng cho người khác, mang ơn người khác. Khi quý vị có cái tâm mang ơn thì mình sẽ chia sẻ bớt liền, mình không có thủ một mình. Tại vì mình nói nhờ ơn người đó cho nên mình phải đi trả ơn, nhờ ơn người này mình phải đi trả ơn, cứ ơn nghĩa như vậy, cho nên quý vị sẽ không thủ. Nhưng mà đó mình nói là có số tiền lớn. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà một người giống như cô mới vừa hỏi như ý, mà như ý cũng thắc mắc luôn là nếu mà cái số tiền đó mình quá nghèo và mình được nhận một cái số tiền từ thiện như vậy thì làm sao mình hồi hướng được cô? Cái đó là cái người nhận, nên nếu người nhận họ biết nghĩ tới cái ơn, nếu họ nhận cái tiền đó thay vì mình nó vừa đủ để mình chi xài một ăn bữa ăn ngày hôm nay đi, ví dụ ăn được sống được 3 ngày đi, thì họ nhận mà với cái tâm gì, với cái tâm mang ơn. Chứ còn nhận nó tại tôi nghèo, cứ tham nó càng nữa, cứ rồi không chịu, cứ ở không thôi, không chịu làm việc nữa, cứ cầu nghèo như vậy để gì, để được tiếp tục nhận, thì như vậy thưa quý vị sẽ nợ sẽ ban rãi, nhận tiếp cái nợ và cứ nợ hoài. Còn nếu họ nhận cái đó tại vì với cái tâm gì, hổ thẹn, với một cái tâm là nhớ ơn, để tu, để gì, cố gắng làm thiện, để gì, để mà hồi hướng những cái gì mình có được, cầu nguyện cho những người giúp đỡ mình. Còn cái người mà đi cho á, họ với cái tâm gì quý vị? Họ với cái tâm là nhờ người này mới có cơ hội cho mình làm phước. Nếu hôm nay giúp được người này có công đức gì đó thì mong làm sao công đức này hồi hướng cho những người này hoặc những người xung quanh, cho toàn thể mọi người biết tới Phật Pháp tu tập, biết tới hướng về con đường lành tu tập. Để gì? Người đó họ nhận của mình rồi thưa quý vị, chắc chắn họ sẽ theo mình. Cái đó là cái nhân quả thôi.
Thì khi họ theo mình rồi thì mình mới hướng họ đi con đường tốt. Ví dụ kiếp này họ không theo, kiếp sau lên cũng gặp. Tại vì cái ân nghĩa mà họ nhận của mình. Thì mà quý vị khi mà cái tâm, với cái tâm hồi hướng, quý vị không có chấp mình là người ban ơn, không bắt họ phải trả ơn, thì quý vị sẽ gì? Khi mà họ tới, tự nhiên quý vị, tại sao có những người mình không làm gì hết mà kiếp này tự nhiên có nhiều người họ tới, họ giúp mình rất là nhiều, và cái người đó sao họ tốt với mình quá, thì chắc hẳn rằng có nhân quả. Tức là kiếp trước mình có từng giúp người đó nhiều rồi, cho nên kiếp này họ mới đến với mình, họ theo mình và họ nghe lời mình lắm. Mình nói gì họ nghe hết đó. Thì cái lúc đó mình gì? Mình phải hướng làm sao để cho họ về con đường Phật Pháp, hướng về con đường tốt. Còn nếu với cái tâm đó rằng cái người này chắc mang nợ mình, nói gì cũng nghe mình nè, bây giờ mình xúi họ làm bậy nè, mình xúi họ làm việc xấu nè, thì đương nhiên quý vị, cái quả nó sẽ trở phản nghịch lại mình thôi. Thì cái đó là cái nhân quả. Cho nên nếu quý vị lúc đó mình nghĩ rằng người đó nghe lời mình, đang nghe lời mình, tức là họ cũng biết nhớ ơn mình, chắc kiếp trước nào đó, cái duyên nào đó, thì thừa cái cơ hội này nè, mình kiếp trước mình đi từ thiện, mình giúp nhiều nè, thừa cơ hội này họ đang theo mình nè, thì mình làm gì? Mình hướng họ, mình hồi hướng những cái việc mình đang làm mà hướng họ, mong làm sao cho họ chuyển tâm tiếp, để họ hướng về con đường lành, họ tiếp tục tu, để gì? Họ không có bị nợ nần trong cuộc đời này nữa. Mà mình cũng không phải là, còn nếu quý vị lúc đó với cái tâm gì? Chấp thủ, chấp là mình, họ nghe lời mình, bắt đầu mình sai họ, mình sai bảo, mình làm những cái việc xấu, thì cuối cùng là cái nhân quả nó trở lại mình. Cô, cái bài giảng ngày hôm nay con thấy nó, mình nói chung là 10 hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát có dính và có ảnh hưởng rất là lớn với cái 10 thiện nghiệp mà chúng ta hay nghe từ những cái bài mấy thầy với cô hay giảng đó. Là mình đừng có, một trong những cái đó là mình nói là mình đừng có ỷ lại, đừng có quá tự phụ, tại vì tự phụ sẽ làm cho cái cuộc sống của mình hay là đời sống của mình nó rất là thất bại đó cô, như cô nói hồi nãy đó. Thì nó có thuộc về trong những cái hồi hướng lại không cô? Khi mà mình nói là mình đừng có tự phụ quá và mình đừng có kiêu căng quá. Thì đó quý vị đúng, thì hồi nãy cái ý hồi phổ gia hồi hướng là nói quý vị đó, là tức là mình với cái tâm không tự mãn. Cái người mà biết phổ gia hồi hướng tức là họ không tự mãn, họ mới cầu nguyện, họ mới nghĩ ơn mọi người, họ mới hồi hướng cái phước này này, tôi làm có được ngày hôm nay này, hoặc đồng tiền tôi có được là nhờ ơn nhiều người, cho nên tôi muốn ban rải cho nhiều người. Tức là cái tâm họ lúc bây giờ họ không tự phụ tự cao, họ không thấy rằng cái này là tại mình làm ra, do mình làm ra mình nhờ ơn nhiều người. Thì cái đó cũng một trong những ý của biết hồi hướng cho người khác. Tại vì khi quý vị không tự phụ tự mãn, tức là mình biết nghĩ tới người khác, nhờ ơn người khác. Thì đây là một cái ý hay để chúng ta cùng học thêm. Thì cho nên cái phổ gia hồi hướng này nó gồm nhiều mặt lắm. Giống như quý vị thấy, thứ nhất là mình lễ kính chư Phật. Mình không thấy mình lễ Phật. Hồi hướng công đức lễ Phật này gì? Để cho mọi người cùng, nếu có chút công đức nào trong cái việc lễ Phật, cầu cho mọi người cũng biết hướng về Phật Pháp tu tập. Cũng vậy, nhị giả xưng tán Như Lai. Khi mình tán dương, mình khen ngợi người khác là gì? Là để mong làm sao để mọi người, để mình có chút phước lành nào về cái khẩu nghiệp, về cái thiện nghiệp, về cái miệng, thì cũng mong là làm sao mọi người cũng có những cái lời hay ý đẹp để chia sẻ với nhau. Thì giống như có một cái anh này rất là hay, gia đình này rất là hay. Ông chồng đi làm về, hôm đó đứa con nó ngồi nó quan sát, nó thấy là mẹ mình nướng bánh mì bị cháy, nó cũng để ý thử có ba mình có la rầy gì không. Thì ba cầm ổ bánh mì cháy ăn ngon lành, còn nói em ơi, ổ bánh mì hôm nay ngon quá, anh thích bánh mì cháy vậy nè, ngon á. Thì đứa con nó cũng ngạc nhiên, nó nói ủa sao kỳ vậy ta, đáng lẽ ba mình phải la rầy hay là chê bai bắt nướng ổ bánh mì khác, tại sao ba mình kỳ vậy. Cái thằng lát giờ đi ngủ nó tới nó hỏi nhỏ ba nó, ba có thiệt là ba thích ăn bánh mì cháy không? Nó cũng tò mò. Nó hỏi, thì lúc đó người cha mới nói rằng thật sự ra làm sao ba thích ăn bánh mì cháy được con, nhưng mà mẹ con đã khổ cực vì gia đình chúng ta quá nhiều rồi, một chút bánh mì cháy ăn vào nó đâu có thiệt hại gì nhiều đâu, mà nếu cái lời nói ra mà cháy bỏng, lời những cái lời mà nặng nề làm tổn thương người khác, cái đó mới là đáng trách, đáng nói. Chứ còn ăn chút bánh mì cháy nó không tổn hại gì cả. Còn nếu mình nói những cái lời nặng mới tổn hại người khác. Thì cái đó ổng biết nghĩ tới vợ của mình, biết nghĩ tới người khác. Ổng biết nghĩ, nếu ổng nghĩ rằng ông là người đi làm mệt cả ngày nè, tiền tôi làm về nè, làm cực, đem cực khổ tiền về, nấu một bữa ăn không xong nè,
thì lúc đó cái tâm mộng sẽ giận, không nghĩ tới vợ. Dạ. Là chỉ biết mình thôi, tại mình làm về mà bữa ăn không xong thì ông sẽ mắng chửi vợ, là vợ mình sẽ đau khổ rồi sẽ xảy ra chuyện. Mà ông nói với con rằng mẹ con khổ cực với gia đình mình nhiều quá rồi, ông đâu có thấy mình khổ cực đâu. Đó là cũng là một cái hạnh nguyện của biết. Dạ. Biết hồi hướng, hồi tự hướng tha, tức là gì? Hồi hướng này cũng một cái ý là hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, tức là hồi những cái việc làm mình có được để muốn cho mọi người cũng được tốt. Cũng nói đến cái câu chuyện là cũng có một cái cô này, cô cũng biết là có được chút đỉnh thì cô cũng chia sẻ, thì ngày nào cũng làm bánh mì, nhắc tới bánh mì con nhớ bánh mì đó. Làm bánh mì và cô để một cái phần bánh mì dư ở trên cái cửa sổ để cho có ai có cái duyên thì tới lấy ổi mì đó. Nhưng mà ngày nào cô cũng thấy có một cái ông ăn mày đó tới lấy bánh mì, và khi ông lấy bánh mì ông không có nói một lời cảm ơn, không nói một lời cảm ơn mà ông chỉ nói là làm cái nghiệp gì thì gánh quả đó. Thì cô này cổ làm ngày nào cũng để, ngày nào cũng đi, ông cũng quăng lại cho cổ một câu đó trên, và cổ rất là bực bội. Tới một lúc là nó có cái sự bực bội của cổ, cổ chịu không nổi, và cổ cái tâm của cổ nảy lên một cái tâm hơi ác, ác quá luôn chứ phải hơi ác nữa, có nghĩa là cổ muốn bỏ một cái thuốc sổ, thuốc độc gì đó vào trong cái bánh mì đó để cho ông này ông ăn một cái lãnh cái giá, tại vì ông nói một cái câu không nói được một lời cảm ơn cho cổ nữa. Thì khi mà cổ đang làm, cổ để ở đó rồi thì cổ mới không biết gần đến lúc mà ông già đó lên lấy đó, thì cổ lại cảm thấy là cổ quá nhẫn tâm, và cổ đã giật cái bánh mì đó lại và cổ bỏ vô thùng rác ngày hôm đó, và cổ để lại cái bánh mì khác, đưa lại cái bánh mì mà tốt đó để lên cửa sổ. Và cái ông ăn mày đó cũng lại lấy, cũng nói một câu y chang như vậy và cũng đi đến đó. Và tới chiều hôm đó cổ mở cửa ra, cổ thấy một tiếng gõ cửa, bỗng mở cửa ra và cổ thấy cái đứa con trai của cổ mà cổ đang mong chờ biết bao nhiêu năm nay, anh đã đi lính và anh trở về nhà, ảnh thất lạc rồi ảnh đằng cái đường bộ ảnh trở về nhà được, và ảnh kể câu chuyện với má ảnh là con đói và con khát quá, tới lúc một chỗ đó là con gục ngã, con không có sức nào chịu đựng được rồi, thì có một cái ông ăn mày, ông đã đem tới cho cô một cái ổ bánh mì. Và khi mà cô nhìn lấy cái ổ bánh mì đó là cô thấy cái bánh mì đó là cái bánh mì mà cô đã cho ông ăn mày đó, và cô dịch cả mình, cô nói nếu nhưng mà ngày hôm đó cô làm bánh mì độc thì có phải là cái ngày hôm đó con cô đã phải lãnh cái bánh mì là cái thuốc độc của cô cho cái ông lão đó. Thì đó là cái mà mình thấy là cái đó cũng là một cách hồi hướng công đức đó, nhưng mà là con mình lãnh được cái quả đó cô. Dạ, ha. Dạ dạ đó quý vị thấy. Cho nên là cái hạnh nguyện thứ 10 này nó rất là ý nghĩa. Nó rất là hay. Tức là mình làm được cái gì đó, giống như tiếp tục những cái lời hạnh nguyện hồi nãy nói quý vị đó. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Là quý vị làm cúng dường gì đó, làm việc tốt, quý vị cũng hồi hướng cho những người xung quanh, không bất kể là người thân kẻ sơ. Tứ giả sám hối nghiệp trước, quý vị sám hối này cũng mong hồi hướng công đức cho những người khác, chúng sanh khác cũng được tiêu trừ nghiệp trước. Ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ gia hồi hướng. Tức là mỗi cái hạnh nguyện chúng ta đều có thể phổ gia hồi hướng được hết. Là và nói chung á, là cái ý này là trong cuộc đời này để nhắc mình, cái phổ gia hồi hướng để nhắc mình, tất cả mình làm một cái việc gì đó đều làm với một cái tâm không chấp ngã. Quý vị còn thấy mình làm còn chấp ngã thì quý vị cái phước báo nó sẽ còn hạn hẹp lại. Tại vì khi quý vị chấp thì quý vị sẽ thấy mình là người vĩ đại, thấy mình làm việc lớn, thì cái nhân cái quả tốt nó sẽ bị hẹp lại. Cho nên khi quý vị làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này, mình làm với một cái tâm không cần cầu. Không cần cầu tức là không cần phải hồi đáp, hoặc là không cần phải báo ân bao gì cả, mà chúng ta làm với mục đích gì để cầu nguyện cho tất cả mọi người cũng đều được tốt đẹp. Với cái tâm rộng lượng như vậy, thưa quý vị, là quý vị trong cuộc sống này quý vị chắc chắn sẽ luôn hưởng được, gọi là như hồi nãy chia sẻ, quý vị hưởng được cái hương vị hạnh phúc. Yeah. Chứ không phải hạnh phúc trên hình thức. Nếu hình thức thì khi cái đó nó mất quý vị sẽ khổ. Nhưng mà hưởng được hương vị hạnh phúc, tức là từng cái việc làm, từng cái gì nhỏ nhặt chúng ta làm, dù nhỏ cho tới lớn, chúng ta đều nghĩ tới mọi người, đều nghĩ rằng mọi người là những người ơn xung quanh chúng ta. Những cái gì thành công chúng ta có được, dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều nghĩ ơn của nhiều người mới có được. Không phải do tài năng, không phải do khả năng của mình.
thì như vậy tự nhiên là cái tâm chúng ta sẽ không còn tự mãn, không có kiêu căng, không khinh thường người khác, mà luôn luôn trải cái lòng thương yêu tất cả mọi người. Người nào mình cũng thương, người nào mình cũng quý, và làm bất cứ việc gì mình cũng mong như vậy. Thì cho nên nhắc lại quý vị ba cái điều hồi hướng mà hồi nãy để chia sẻ quý vị đó. Thứ nhất là mình làm, mình muốn có cái quả, là cái chuyện đó là đương nhiên. Quý vị làm, quý vị thấy việc mình làm việc thiện gì đó, quý vị thấy lễ Phật hoặc tụng kinh trì chú, niệm Phật, thuyết pháp, làm bất cứ việc gì, làm thấy cái việc mình làm, và quý vị chỉ mong có cái quả từ cái việc mình làm, thì cách thứ nhất, hồi hướng thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta làm mà không có mong cầu gì cả, nó gặp việc thiện gì đó, một cái điều tốt, chúng ta khởi tâm lên làm là cứ làm thôi, không tìm hiểu, không phải đòi hỏi phải có báo đáp, không đòi hỏi, không mong cầu một cái gì đó, thì cái tâm đó nó rộng lượng hơn nữa. Tức là quý vị biết hướng cho người khác, cho nhiều người hơn. Nhưng mà đặc biệt cái thứ ba là cái lớn nhất, cái tâm rộng lớn nhất, tức là phổ giai hồi hướng lớn nhất. Tức là gì? Tức là làm bất cứ việc gì chúng ta đều hồi hướng những cái sự thành công với cái tâm mang ơn, và hướng những công đức này lên chư Phật, lên Tam Bảo chứng minh, để mong tất cả mọi người cùng hướng về Phật Pháp, biết con đường lành để làm lành lánh dữ, để hướng về Phật Pháp tu tập, để cuộc sống mọi người cùng tốt đẹp như nhau. Thì cái công đức đó rất là lớn thưa quý vị. Ai cũng mang cái tâm như vậy thì cuộc đời này không có hơn thua, không có tranh chấp, không có kể công, không có còn giành giật lẫn nhau nữa. Là cuộc đời sẽ rất hạnh phúc và luôn luôn hưởng được những cái hương vị hạnh phúc an lạc trong chánh pháp, trong cuộc đời này. Con rất là cảm ơn cô. Như ý đã nói, chia sẻ ngay từ lúc đầu là cô Trúc Hiếu sẽ đi làm Phật sự ở châu Âu, rồi sau đó cô phải mới trở về lại ở Chicago ha cô ha. Như vậy là gần một tháng. Con cũng thay mặt mọi người kính chúc cô đi thật là nhiều sức khỏe cũng như là Phật sự viên thành. Như ý cũng mong là quý vị trải qua suốt một thời gian nghe cô giảng về 10 hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cũng rất mong là hạnh nguyện này sẽ đi với chúng ta vào cuộc sống và công việc chúng ta, và giúp cho chúng ta ngày càng được an lạc hơn trong công việc cũng như hanh thông hơn. Kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an. Ngay bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt.